Đỗ Minh Đường là đơn vị nổi tiếng trong làng y học cổ truyền dân tộc. Với kinh nghiệm 150 năm chữa bệnh cứu người bằng Nam Dược Việt, Đỗ Minh Đường xây dựng uy tín và niềm tin đối với nhân dân bằng kết quả điều trị hiệu quả cao. Suốt nhiều năm qua, lương y Đỗ Minh Tuấn, truyền nhân đời thứ 5 của dòng họ Đỗ Minh, hiện là giám đốc chuyên môn của nhà thuốc và các cộng sự liên tục thăm khám, chữa trị hàng nghìn bệnh nhân. Song song với đó là nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo những phương thuốc phù hợp hơn với cơ thể bệnh và môi trường hiện đại. Nhà thuốc vinh dự được giải thưởng Cúp Vàng, sản phẩm tim cây, dịch vụ hoàn hảo, nhãn hiệu ưa dùng năm 2017 do tạp chí Sở hữu trí tuệ trao tặng. Bên cạnh đó, nhà thuốc không ít lần được đài VTV2, VTC2 mời hợp tác trong nhiều số phát sóng của chương trình Khỏe thật đơn giản hay Góc nhìn người tiêu dùng nhằm cung cấp các kiến thức về sức khỏe hữu ích đối với cộng đồng. Gần nhất, nhà thuốc Đỗ Minh Đường lại tiếp tục đồng hành với quý vị khán giả trong chương trình Sống khỏe mỗi ngày trên kênh VTV2 với chủ đề Chữa viêm xoang bằng phương pháp đông y. Với thế mạnh nhiều năm liền trong công tác chữa trị các dạng viêm xoang cả cấp tính và mãn tính, chữa cho nhiều trường hợp tưởng chừng như phải sống chung với bệnh viêm xoang suốt đời, bác sĩ Đỗ Minh Tuấn được mời làm cố vấn y khoa tư vấn trong chương trình. Là một vị khách mời cũng là nhân vật đặc biệt chữa khỏi viêm xoang bằng bài thuốc gia truyền Đỗ Minh Đường, nữ diễn viên xinh đẹp Hoa Thúy đã có mặt trong buổi ghi hình. Đây là một nhân chứng sống, thiết thực và gần gũi với quý vị khán giả bởi câu chuyện hành trình chữa bệnh cùng bí quyết thoát khỏi bệnh viêm xoang mãn tính bằng nam dược dòng họ Đỗ Minh được nghệ sĩ chia sẻ trong chương trình. Vẫn giữ nguyên mục tiêu và sứ mệnh cao cả là bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phục vụ bệnh nhân như người thân, Đỗ Minh Đường đến nay không ngừng tăng thêm niềm tin và sự hài lòng của bệnh nhân bằng những dịch vụ chăm sóc, chữa trị bài bản, khoa học. Đối với đầu bệnh viêm xoang, ngoài việc được thăm khám và tư vấn trực tiếp từ các lương y của nhà thuốc, còn được hướng dẫn, nhắc nhở lịch trình tái khám, uống thuốc điều độ. Thuốc được sắc sẵn cô đặc, hòa tan với nước nóng, dễ dàng sử dụng, tiện lợi khi di chuyển. Nếu bạn đang là nạn nhân của bệnh viêm xoang, viêm họng và mong muốn sớm khỏi bệnh như diễn viên Hoa Thúy, hãy nhanh chân đến với nhà thuốc Đỗ Minh Đường tại địa chỉ số 37A, ngõ 97 Văn Cao, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Hoặc các bạn có thể liên hệ qua số hotline để được đội ngũ lương y bác sĩ nhà thuốc thăm khám và tư vấn miễn phí.